Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phan Nhung Long của mình nha Tiếp tục cập nhật tin tức của cặp đôi mà chúng ta yêu thích trong thời gian qua là Phạm Thiết Nhung với lại ca sĩ trẻ Sắc Long nha mọi người Mới đây Thiết Nhung chia sẻ đội này mạnh, mạnh thiệt chứ không phải mạnh ai nấy nha Kha kha kha, tam ca ba cô gái và à, bé Thiết Nhung chia sẻ bài viết của ba Tèo Diễm Phạm thì nhìn vào poster này chắc chắn ai cũng rất là yêu thích đây tam ca ba cô gái à, đó chính là tiết nhung quỳnh trang thiên ngân à, trong show sắp sửa diễn ra vào tháng 10 ngày 12 cung tơ hòa điệu lai show dấu ấn nha mọi người à, diễm phạm có chia sẻ show này cho mọi người được biết và rất nhiều um, các ca sĩ à, tức là ca sĩ Tiết Nhung nè, ca sĩ Thiên Ngân nè, ca sĩ Quỳnh Trang đều chia sẻ poster này về trang cá nhân để fan hâm mộ của các cô bé được biết. À, Thiên Ngân chia sẻ là đỉnh nóc kịch trần chưa, à, còn à, rất nhiều các à, anh chị trong ekip khuyên khán giả là phải à, giữ gìn sức khỏe. À, như anh Chí Tâm chia sẻ, chuẩn bị thôi khăn giấy, nước mắt, sức khỏe nữa nhé. Chắc chắn show này sẽ lấy đi nhiều nước mắt của mọi người nên anh Tâm khuyên mọi người phải chuẩn bị sẵn khăn giấy, à, rồi à, nào là sức khỏe nữa. Tất nhiên sức khỏe là trên hết. Mọi người có khỏe à, thì mọi người mới có sức đi xem show được đúng không? Với lại có sức khỏe chúng ta sẽ có tất cả nha mọi người. Cũng xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Và show diễn sắp tới đây của ba bạn trẻ Quỳnh Trang, Thiên Nhung, Thiên Ngân sẽ cháy vé nữa giống như show của chị Quỳnh Trang vào ngày 28 tháng 9 sắp tới đây. Thì Quỳnh Trang cũng có chia sẻ Chương trình hát với Trang đã sold down luôn rồi nhé cả nhà ơi. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ Quỳnh Trang cùng ba nam ca sĩ dễ thương. Không quên cảm ơn người em gái Hà Nội khi thấy chị báo còn 10 vé nữa hết. Thì em đã chuyển khoản mua hết để tặng FC Quỳnh Trang luôn. Xin tri ân rất nhiều. Hẹn gặp cả nhà ngày 28 tháng 9 nhé. Đó là thông tin chính thức đến từ cô Thảo mẹ của Quỳnh Trang thông báo về sâu diễn của, của con gái mình đã bán hết sạch vé rồi nha mọi người và được fan nhiệt tình ủng hộ luôn. Thì à, trước đó khi nghe cô Thảo thông báo là còn 10 vé nữa là son down thì à, bữa giờ có rất nhiều khán giả ở xa hỏi vé online nên hôm nay cũng xin thông báo với cả nhà mình là show này không có bán vé online và cũng không livestream. Rất mong cả nhà thông cảm nhé cảm ơn cả nhà đã yêu Quỳnh Trang cùng ba nam ca sĩ à, và khi cô thông báo còn 10 vé nữa là full vé nên có một cô fan ở Hà Nội đã chuyển khoản và đã tặng 10 vé này lại cho FC của Quỳnh Trang để các bạn đi ủng hộ cổ vũ cho Quỳnh Trang trong show diễn 28 tháng 9 này bên cạnh đó thì mọi người thấy show của Quỳnh Trang bán hết vé như vậy nên gửi lời chúc mừng cho Quỳnh Trang rất là nhiều và hy vọng show sắp tới của ba chị em Quỳnh Trang, Tiến Nhung, Thiên Ngân chắc chắn sẽ càng được mọi người đón nhận hơn nữa. Hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay ủng hộ show đặc biệt của ba chị em gái con của chị Hai nhiều nha. Và sau đây tiếp một thông tin vui là Tiến Nhung có show từ thiện nữa nha mọi người. Mới đây thì ca sĩ trẻ Thi Nhung à, chia sẻ cảm thấy tuyệt vời cùng với Phạm Tuyết Nhung và 23 người khác tiếp tục chớp lịch lên hàng cùng nhung và toàn thể ca nghệ sĩ xuôi về miền tây với mảnh đất trà vinh thương yêu vào hai đêm ca nhạc 16 và 17 tháng 12 năm 2024 nha cả nhà à, vậy là show này vào trung tuần giữa tháng 12 cuối năm 2024 mọi người nhớ nha rất hạnh phúc và may mắn khi nhung được anh hai quỳnh hổ tài đồng hành và hỗ trợ âm thanh ánh sáng để Nhung được cơ hội tổ chức những chương trình ý nghĩa thiện nguyện nhưng mang giá trị nghệ thuật rất lớn gửi đến quý bà con à, và biết ơn người anh Khoa Nguyên thương yêu kính mến sẽ giúp em tổng đạo diễn chương trình cùng với hai anh chị yêu thương của em là Kỳ Phương và Ngọc Anh nhiều lắm cả nhà theo dõi hai đêm với sự tham gia của rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng về dự nha đêm diễn tại chùa Phật Quang ở Trà Vinh vào ngày 16 tháng 12 năm 2024 địa chỉ là ấp Ba Xe, xã Hương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh trà Vinh. À, trong dàn nghệ sĩ à, tên khá là nhiều, thì mình thấy có à, gương mặt của Phạm Tiết Nhung, anh em Trường Sang, Trường Huy cùng nhiều ca sĩ à, nổi tiếng. À, thì đây là hai show diễn ở tại trà Vinh tiếp tục à, Tuyết Nhung cùng à, Trường Sang, Trường Huy tham gia show thiện nguyện nữa nha cả nhà kế đến là thông tin mới đến từ ca sĩ trẻ sắc long nha cả nhà sắc à, long thì mới đây chia sẻ bài viết của ca sĩ tố my à, mà sắc long đã cùng với chị tố my và một số ca nghệ sĩ khác vừa có phiên livestream. cũng như trong phiên livestream này thì ngoài kêu gọi mọi người cùng chúng ta ủng hộ à, giúp đồng bào à, miền bắc à, khắc phục hậu quả sau cơn bão lũ thì ca sĩ trẻ Tố Mi cũng có đấu giá một số vật phẩm. Thì mới đây à, Tố Mi thông báo số tiền thu được sau đêm nhạc online này, đêm nhạc à, giai điệu sẽ chia à, đã diễn ra vào tối đêm qua ở trên kênh Fanpage cũng như TikTok của Tố Mi đã có con số rất là tròn trịa và hơn 700 triệu đồng. À, đây thực sự là con số ngoài mong đợi à, của Tommy cũng như những người làm chương trình này luôn. Một đêm nhạc online khá là đơn giản gọn gàng nhưng mà được mọi người ủng hộ tới con số hơn 700 triệu đồng là một con số khá là lớn. Do đó Tommy cũng rất là bất ngờ và vui sướng khi công bố số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay bà con miền Bắc để giúp mọi người à, vượt qua những khó khăn khi bị thiên tai hoành hành như vậy thì Tố My cũng xin chân thành cảm ơn sự góp uh, mặt của các anh chị em ca nghệ sĩ à, trong đó có uh, ca sĩ trẻ Sắc Long tham gia vào đêm nhạc online này nha mọi người bên cạnh đó thì Sắc Long cũng mới đây thông báo một tin khá là quan trọng à, là Sắc Long chỉ có một cái trang Facebook FC FC Sắc Long thôi chỉ duy nhất thôi nha mọi người không có trang thứ hai do đó mọi người hãy vào đường link mà sắc long chia sẻ trên trang cá nhân của sắc long để cùng theo dõi nếu mọi người yêu quý sắc long và muốn trở thành member tức là thành viên của fc sắc long thì có thể tham gia vì nhóm này là hoàn toàn công khai và dưới sự quản lý của anh bảo bảo thì sắc long chia sẻ để mọi người cùng biết và theo dõi trang FC chính thống này nhé chứ không thôi mọi người sẽ theo dõi làm những trang khác thì bắt đầu hôm nay là đã có rồi thì nhóm công khai của sắc long tính đến thời điểm mình làm video thì chưa tới 700 thành viên nhưng mà hy vọng trong thời gian tới thì con số thành viên của FC sắc long sẽ ngày càng tăng mọi người hãy cùng chung tay vào trang FC Sắc Long để ủng hộ cho ca sĩ trẻ Sắc Long nha cả nhà.